tên là Nguyễn Thanh Tài, sinh năm 1990, đang ở Bù Đăng, Bình Phước. Hiện tại công việc của em thì là phụ gia đình, trông coi quán xá. Hiện tại thì em cũng có gia đình rồi, có một cháu, cũng chật vật lắm, cũng mới khởi nghiệp, cho nên là bước đầu cũng hơi gian nan. Thì em cũng muốn tự do tài chính, cho nên là em cũng lên mạng tìm hiểu rồi tham khảo những cái website rồi nọ. Em cũng có biết đến thầy Trương Trung Hiếu, thì em biết đến thầy từ lúc em còn đi học kìa, năm 2015 thì phải. Hồi đó thầy hay hướng dẫn những cái video Photoshop, thì em cũng có coi, nhưng mà lúc đó em chỉ coi về nghe giọng của thầy thôi. Những cái trình clip em quay em coi chỉ là thấy giọng của thầy, tại vì không biết cái nguồn video trên YouTube lúc đó là của ai đăng, em không, lúc đó không có quan tâm, cho nên là không có để ý. Nhưng mà mãi về sau đó, em có coi lại clip kiếm tiền online nọ, thì em mới thấy hình ảnh của thầy trên trên mạng, thì em mới biết thì ra cái giọng này hồi xưa mình có nghe rồi, và thầy cũng đã lên mạng kiếm tiền từ rất sớm rồi. Thì em cũng bắt đầu năm 2016 thì em có xem clip của thầy nhiều hơn, cũng thử tạo tài khoản này nọ, nhưng mà do công việc của em cho nên là em không có đi theo thời gian dài, nên em lại gãy gánh giữa đường, nên là cứ làm một tí thì lại không có được. Sau thời gian này thì thấy công việc nó ổn định lại một tí, thì em cũng muốn học hỏi thêm cái công việc này nhiều hơn, thì em cũng muốn sau này tự do tài chính, muốn làm công việc mà mình yêu thích. Mình được đi ra ngoài, mình quay cái này quay cái nọ, mình vừa đi chơi vừa đi quay cảnh, được tự do, mình thoải mái tâm hồn. Chứ làm ở đây em cảm thấy là công việc của em hiện tại thì gò bó, không đi đâu được hết, cả ngày cả tháng đều ở nhà, cả lễ Tết cũng không được đi đâu. Tại vì ở đây là phòng karaoke, ở miền thôn quê thì cũng ăn theo mùa màng thất bát, như năm nay lục bão rất là nhiều, thành ra là cây ăn trái rồi không có, thì nguồn thu nhập người ta không có, nên người ta cũng không có đi ăn chơi, cho nên là cũng kẹt. Cho nên là em cũng muốn kiếm tiền online trên mạng, thì cũng nghiên cứu rất nhiều, cũng là đăng ký mua một cái khóa học của thầy về website. Em cũng mua được một cái tên miền rồi, trên Bluehost á, cũng đang mày mò học, nó bị lỗi cái gì đó, cho nên là em cũng tìm hiểu nha. Video của thầy thì chỉ cơ bản ở chỗ đó, nhưng mà em tìm hiểu không thấy, hiện tại em cũng nghiên cứu những video, nhiều video khác, mong thầy sau này sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Thì trong tương lai thì em cũng có định hướng là mình sẽ quay một lần một cái vlog, thì em cũng quay những cái vlog về nấu ăn, làm nên cái thương hiệu, cũng tạo website, cũng có Google cộng, cũng có blog spot, rồi Instagram, vân vân. Thì cũng nghe thầy cũng tạo 10 kênh, cũng cố gắng tạo 10 kênh, nhưng mà không có chăm sóc được 10 kênh đó, cho nên là em chỉ chăm sóc một kênh, còn 10 kênh kia là thỉnh thoảng em vào để em xem clip, để em lấy cái độ tết thôi, để nó tin cậy Google, sau này có gì mình có thể gãy kênh này còn kênh khác. Bởi vậy mức khao khát là mình kiếm tiền online, em muốn tương lai cũng đang tính là mình sẽ làm trên một, tạo ra cái thương hiệu, và nói chung là sẽ bán hàng online. Em đang nghiên cứu vấn đề đó, để sau này làm được thì giao lại cho vợ làm cái bên mảng marketing bên mạng, bên mình cái bán hàng đó. Còn vlog thì em cảm thấy là cái này ổn, thấy nhiều người làm ổn mà chắc cú. Tại em cũng nghiên cứu nhiều cái kênh của các bạn trên YouTube, thì thấy là người ta là mới đầu có vài chục sub thôi, sau tự nhiên lên 100k sub, xong rồi lên 1 triệu mấy, gần 2 triệu sub, nghe mà mê. Nhưng mà công việc của mình ngại, lại ngại đưa cái sâu cái khuôn mặt mình ra, cho nên là mình lại dở hơn người ta chỗ đó. Cho nên từ ngày hôm nay thì em sẽ cố gắng làm vlog sâu mặt mình nhiều hơn. Nói tới đây thì cũng mong muốn là nhóm của mình cùng tiến tới con đường tự do tài chính tốt đẹp hơn.
và mọi người sẽ có được cái bước ngoặt mới trong tương lai của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video của em và xin chào. Bye.